Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Bada Hồ Nguyễn. Bada Hồ Nguyễn tin chắc rằng ở đây thì chắc mọi người ai cũng đều thích uống trà sữa đúng không mọi người? Nhưng mà uống nhiều trà sữa thì rất là dễ gây tăng cân, ngoài ra nó không có tốt cho sức khỏe của tụi mình. Cho nên Bada Hồ Nguyễn hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người nấu một loại trà sữa không những không gây béo mà còn tốt cho sức khỏe của mình nữa nha. Bây giờ thì chúng ta cần phải có cam. Sau khi vắt nước thì mọi người sẽ chừa lại hai cái vỏ cam như thế này ha. Mình sẽ làm sạch cái phần ruột ở bên trong. Ngoài ra thì mình còn có cần phải có trà nè, loại nào cũng được nha mọi người. Ở đây thì mình dùng trà ô long. Và mình có cánh hoa hồng nè, kỷ tử, táo đỏ và một ít sữa tươi nữa nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho trà vào trong cái vỏ cam này. Sau đó thì mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ đem mình nướng lên đó mọi người. Mọi người có thể cho vào nồi chiên không dầu giống Madam Nguyễn, hoặc cho vào lò nướng, hoặc là mình nướng trên bếp lò vẫn được, cũng được nha mọi người. Đó, sau khi mình nướng xong rồi thì mình sẽ chuẩn bị mà mình làm những cái bước tiếp theo. Mọi người thấy nó đang bốc khói không? Mục đích của việc mình nướng như vậy là để cho cái trà của mình nó được thơm hơn á mọi người, và nó được kiểu nó được thẩm thấu cái mùi của cái vỏ cam. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần trà này vào và mình sao ở trên bếp đến khi mà mình nghe cái mùi thơm của trà á mọi người là ok ha. Cái nồi này là mình mua nè mọi người. Mọi người thấy hay không? Nó là nồi đất á, nhưng mà dạng size mini và còn có vòi rót nữa. Sau đó mình sẽ cho vào đây một ít đường đỏ. Đó, rồi mình sẽ cho sữa tươi không đường vào nha mọi người. Mình sẽ cho nó xăm xắp thôi. Sau đó thì mình sẽ bớt lửa lại. Mình nấu riu riu thôi ha. Sau đó mình sẽ cho táo đỏ vào nè mọi người. Khi mà sữa của mình nó sôi lên và cái phần táo này nó được nở ra rồi á, thì mình sẽ tắt bếp. Đó, rồi mình sẽ rót ra sữa ra một cái chung hay một cái ly nào đó ưa thích của mình. Cái phần trà sữa này á, do là mình nấu từ sữa tươi và kiểu sau đó mình sẽ có thể mình thêm kỷ tử vào nè và một ít cánh hoa hồng nữa mọi người. Uống cái này không những giúp bổ máu huyết mà còn giúp cho mình kiểu da dẻ mình nó được hồng hào đẹp đẽ hơn á mọi người. Và ngoài ra nó sẽ giúp cho mình đỡ cơn nghiện trà sữa, và uống cái này thì nó sẽ tốt hơn nhiều so với mình uống trà sữa ở ngoài quán bán á mọi người. Mà mùi vị cũng khá là ngon nha mọi người. Cái trà sữa này nó vừa thơm béo mùi sữa, mùi trà mà nó còn nghe mùi kiểu mùi hơi thơm, mùi cam cam nhẹ mọi người. Rất là ngon luôn, mọi người thử đi. Bada Hồ Nguyễn đảm bảo là ngon hơn so với trà sữa ở ngoài tiệm bán luôn á mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Bada Hồ Nguyễn để đón xem thêm nhiều clip hơn nha. Cảm ơn mọi người và bye bye mọi người.